Rồi, xin chào anh em nha. Nay đầu câu Đức Huy xin chào anh em. Nay mình lên cái lô cần 3,6 m giả trúc nha. Chất liệu phíp. Hôm nay mình lên cái lô này là lô đồng giá ha. 3,6 m đồng giá 140k. Đồng giá nha anh em. Cần còn rất đẹp nha. Mình sẽ lên từng cây cho anh em. Đồng giá là 140k, 140.000 á. Thì giá này là giá chưa có bao ship nha anh em. Giá này là giá chưa có bao gồm ship. Thì anh em xem cho kỹ rồi bình luận, để bình luận ở dưới video ha. Để số điện thoại rồi mã số cái cần. Rồi mình sẽ lên từng cây cho anh em xem. Mình lên cây đầu tiên nha. Rồi. Đây là cây quấn tôi muốn chỉ rất kỹ nha anh em. Rồi. Giá trúc nha. Còn ngoại hình gỗ rất đẹp nha. Đợt này đợt 1 ly nha anh em. Cái này đợt 1 ly à. Ở trong là ok nha anh em. Trong còn ok nha. Sáu ha, cái đầu tiên. Cái này nhẹ có 100 g. Cái gọt 1 ly nha, cái này đầu, cái đầu tiên, cái số 1. Cái số 1. Đây. Đồng giá hết nha anh em, mấy cái này là đồng giá hết. Mình không có ghi giá nha. Ghi mã số thôi. Thì đọt của nó có đặt tập 1 ly không, chắc mình không lê cần đi luôn. Còn ghi chỉ ghi mã thôi. Rồi mình lên cái số 2 nha. Đó, cái số 2 nè. Chị quấn nè ha. Đó, tên nội địa nè ha. Cái này là cây của gì cũng để chữ KT này mình không thấy nha, mình không đọc được không biết nha. Còn ha, ngoại hình nó đầy xíu. Cái này là lóng lóng hơi ngắn. À cái này cứng nha anh em. Cứng cao. Đọt 1 ly mốt nha, cứng tầm này cứng cỡ tầm này cứng cỡ 2-3 h nha, 3 h à, 3 h vào ở trong này, ở trong này còn rất đẹp, đó. Trong còn rất đẹp. Rồi cái số 2. Cái số 2 150 g. Số 2. Cái này 3 h nè. Cái nào mình thấy nó là lạ thì mình ghi vô thêm. Còn bình thường nó tầm 2 h không nha anh em. Tầm 2 h. Mình lên cái số 3 nha. Cái số 3 là cán này, cán bằng nha anh em. Này cắn bằng nha. Đó. Cái 3,6 này. Hiệu là Pamilet gì nè. Pamilet. Tên là địa ha. Nãy dính nước sơn nè. Con keo, dính keo nè. Tháo ra. Cái này dính dính keo nhiều nha anh em. Đó. Nè, dính keo không nha. Về mình chịu khó lau chùi em nha. Đó, đọt nha. Đọt nha, tầm cũng ly thôi. 2 h là 36 thì cây nào cũng như nào nào thôi. Ở trong này nó hơi chạy chứ. Khúc này thì ok.
đúng không? Đây, cái số 3. Rồi lên cái số 4 nè. Rồi cái số 4 chỉ đẹp nha anh em. Cái số 4. Ngoại hình nó có chạy xíu nha. Rồi đọt cũng vậy thôi, đọt nhỏ. Ở trong rất là ok nhưng mà ở ngoài nó hơi chạy xíu thôi. Rồi cái số 4. Anh em lên coi anh em xem kỹ giùm mình nha. Xem kỹ đã chốt anh em ơi. Anh em chốt được xong rồi. Cái số 4 cho 10 gram nha. Anh em chốt kỹ, anh em coi kỹ rồi hả chốt. Anh em chốt ngồi ra là anh em không nhận cái mất thời gian hai bên. Chúng lùm xùm mệt. Rồi lên cái số 5 nha. Ở ngoài là ok nha anh em, dính hơi dính bám bụi xíu nha anh em, giờ dính keo nha. Anh em về lau giùm anh em mình nha. Này cũng 1 ly ha, đọc 1 ly thôi. Chắc là ok rồi. Đây, những cái số 5. Trăm gram. Rồi, cái số 5 trăm gram nha. Lên cây số 6 luôn. Rồi lên cây số 6 luôn nha. Thêm ra đĩa nha. Ngoại hình thì cây nào cây nấy, do vận chuyển nó trầy xước ngã. Cây nào cũng vậy hết. Có một số cây nó có trong bao thì nó đỡ. Đọt cũng 1 ly nha nè. Nó có cái này thì nó xấu quá, để lại bán đồ khác. Cho loại lên số 6 cái khác nha. Được lời được cái mani. Cái mani với cái rồi cái mani. Nó còn cái mani. Chẳng ok nha anh em.
trong vòng mấy tuần luôn nha. Đây cái số 6. Trăm gram. Này nó gram nó cũng na ná, đọt nó cũng na ná luôn. Sáu. Rồi ghi số thôi. Chỉ ghi số thôi nha anh em. Chung là na ná mà anh em khỏi xem, giờ chủ yếu anh xem ngoại hình thôi. Rồi mình lên cây số 7 để khỏi mất công mất thời gian anh em coi. Đấy ngoại hình như vậy thôi. Keo nha, dính keo nha anh em. Đọt ở trong đây. Cái này dính sình bùng thôi nha anh em, không phải lấy nha. Chạy ra chơi nha, lau hết nha. Trời ơi. Sình không. Bụi nha em, dính bụi, bụi sình nha. Cái cây nó còn ok nha, không trầy nha. Nên về lấy khăn lau một cái xong. Rồi cây số 7. Rồi cây số 7 nha nè. Rồi đọt tầm 2 h không, ở đây chung chung là thấy 2 h không rồi. Nặng là ổng nằm nãy giờ thấy chưa cái nào 150 gram trong. 101, 102. Rồi mình cái số 8 nha nè. Cái số 8 giải đây. Giải chị 36 rồi. Rồi cái đai hoa của ta. Cái đai hoa anh em ơi. Cái logo đai hoa nè. Anh em nhận ra không? Đai hoa đó nha, cái này là đai hoa luôn. Sinh nhật nè. Đọc lại cho anh em. Ngoại hình ở trong ok nha. Rồi cái số 8 nha nè. Tổng nhất là một ghi số thôi, không có ghi cái kia. Đọt là một ly không à. Cái này cũng một ly hết. Rồi lên cái số 9. Chính chỉ luôn nha nè. Rất rõ ràng cho anh em coi luôn em, để anh em dễ chốt. Rồi cái số 9. Rồi cái số 10 nha, mình lên cái số 10. Số 10 nha nè. Con này mình chưa vệ sinh nè, nó dính keo, dính bụi nhiều lắm nha. Về nhóc ở chân đâu có thời gian đâu mình vệ sinh đâu. Trước còn vệ sinh chứ giờ hết nổi rồi. Chà, cái này nó pháp khác rồi anh em ơi, cái này áp khác rồi. Thôi mở lại anh em ơi. Ui, mở nghiêng ra luôn. Bậy rồi.
mình mở rồi con cái khác chín là số 10. Ô cái này xấu luôn, mở ra luôn. Cái này của Ryobi. Ryobi nha anh em. À. Xem Nhật ngoài nha. Đó. Đây nó bị gãy cái đọc cái khúc đầu xíu nha anh em, về gắn cộng giải chỉ giải vô nha, quấn chỉ hoặc là giải vô thôi. Còn mới ra tiệm câu mua 2.000 à, 2.000 cộng. Trong nó ok nha anh em. Trong ok nha. Chết cha. Rồi cái số 10 nha. Cái số 10. Mình tiếp tục lên cái số 11. Nghe nè. Của Đài Loan nha anh em. Rồi hình thì cày, cây nào nó cũng cày vậy đó. Đó. Tại mình quay vậy là có lát á, có đèn lát á, nhìn thấy rất là rõ. Đọt lên nè. Này cứng, nó cứng nha anh em. Này cứng á, cứng chút á. Chà, cái đọt này nó ngộ lắm nè. Thôi cái này mình bỏ qua đi. Để bán giá khác, để bán giá đầu giá thì rồi lên cái khác luôn, cái này phíp đỏ anh em ơi. Đây. Đây phíp đỏ nha. Dính keo bụi nha anh em. Còn mới đó nha, dính keo bụi nha. Nè, dính keo nè. Nha. Bên trong coi sao. Nè, đọt nè. Rồi ở trong chạy xuống chút nha. Rồi kéo vô, kéo vô, kéo ra anh chạy. Ở ngoài nhìn không chạy nhưng mà nhìn lên video nhìn thấy rõ ghê luôn á. Rồi cái số 11. Rồi cái số 12 cũng khớp đỏ luôn nha nè. Cái số 2 đẹp nha. Anh em nhìn anh tay phía cái số 12 nha, số 2 ngoài rất đẹp nha. Chụp lên video xấu dữ chứ. Đỏ nha anh em đó. Rồi cái số 12. Số 13 nè. Mấy cái này là tổng cộng là mấy cái này là 36 hết nha anh em. Nãy giờ lô nãy giờ là 36 hết nha. Cái này màn hình này đẹp nha anh em. Đây đọc đây. Đọc hầu hết là 1 ly. Cứng là tầm 2H không.
Đó, ở trong này bóng loáng, ok. Rồi, cái số 13. Rồi, lên cái số 14 nha. Số 14 là đứt nó vậy luôn nha nè. Anh em nào mua hai cây bao ship nha. Trước nha, anh em nào mua hai cây bao ship. Rồi, cây này mình giống cây số cây 14 nữa luôn nha. Đít nó không có bóng chỉ. Phép này phép đỏ luôn anh em ơi, đọt đó, đọt dính bụi nha, cho nên anh em trông còn ok nha, dính bụi dính keo nha. Này nó giả vân vân luôn rồi anh em, thấy không? Rồi cái số 15. Cái cuối cùng số 16 nha. Số 16 có cây cuối cùng, cây số 16 này nè. Là cứng nha, cứng cao nha. Này nó đỏ khác không mà cứng cao lắm anh em. Cứng này tầm 5 mắt á. 5 6 mắt á. Made in Korea. Cái số 16. 6 hết. Mình ghi lên cái số 16 là 6 hết nha. Đây này cứng cao nè. Rồi. Xin chào anh em nha. Giá trên đây là giá mình chưa có bao gồm ship nha, một đồng giá là 140k một cây. Anh em nào mua hai cây thì mình sẽ free ship. Phí ship thì từ 35.000 đến 45.000 tùy địa phương. Chỗ nào ở thành phố thì tầm 35 40.000 à. Còn nào mà ở, anh em nào mà ở xa thì ở xa mà ở huyện á thì giá nó cao hơn chút. Mà cũng không, mà không cao đâu, mấy cây này nó nhẹ hiều à. Bỏ thêm móng nước nó tầm nó khoảng 300g 400g thì nó chắc cũng cao, gần khoảng khoảng có ra 40.000 thôi, nó ra cũng 40.000 thôi, 40 42 gì đó. Thì anh em nào mua hai cây thì mình free ship, hai cây là 280.000 free ship ha. Miễn phí ship cho anh em, miễn phí ship nha, mình vận chuyển là vận chuyển bên giao hàng tiết kiệm. Thì tầm bình quân thì nói 3 4 ngày, chứ thường nếu mà anh em ở gần gần ở Vĩnh Long á, anh em mấy tỉnh ở gần gần Vĩnh Long á thì chắc khoảng 2 ngày tới Sài Gòn, là 2 ngày mới trước bữa sau tới. Rồi xin chào anh em nha, mong anh em đăng ký kênh ủng hộ cho kênh đầu câu của Quy nha. Và xin chào anh em, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha.